Xin chào các bạn, mình đang ở trong chùa Đại Tòng Lâm. Thì các bạn nhìn thấy cái cảnh quan của chùa rất là đẹp. Và đây là cái ngôi chính điện mà lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Thì chùa Đại Tòng Lâm ấy là một ngôi chùa mà lớn nhất ở khu vực phía Nam. Thì riêng cái khuôn viên của chùa ấy, nó rơi vào cỡ khoảng 100 hecta. Và bốn mặt tiền đường ấy thì chùa là nằm trọn ở giữa. Đấy, và chùa Đại Tòng Lâm thì nếu mà những cái người ở Việt Nam ấy nhắc đến chùa Đại Tòng Lâm thì gần như ai cũng biết. Bởi vì đây là ngôi chùa mang rất nhiều dấu ấn và mang rất là nhiều cái giá trị lịch sử ở tại chính nơi đây. Thì chùa này hiện nay là đang sở hữu tới 6 cái kỷ lục. Kỷ lục đầu tiên ấy là cái chánh điện. Đấy, các bạn nhìn thấy chánh điện mà lớn nhất, chánh điện to nhất mà của trong một cái ngôi chùa ấy thì nó chính là chánh điện của chùa Đại Tòng Lâm. Cái kỷ lục thứ hai ấy là cái tượng Phật Di Lặc mà bằng đá hoa cương. Thì các bạn thấy là mình đang đứng ở sau lưng của bức tượng. Đấy, thì cái tượng này ấy là cũng là một cái kỷ lục tiếp theo của cái ngôi chùa này. Thì đây nó chính là cái tượng Phật Di Lặc bằng đá hoa cương lớn nhất. Đấy, và xa xa phía kia ấy các bạn thấy là ba ông Tam Thánh, tức là Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát. Thì ba cái bức tượng đấy thì cũng được làm bằng đá hoa cương. Và đó cũng chính là cái kỷ lục tiếp theo của ngôi chùa này. Tiếp theo nữa thì bên phía bên kia là tượng Phật A Di Đà, và bên cạnh là hàng loạt các cái tượng Phật nhỏ ở bên dưới. Thì ở đây cũng là một cái kỷ lục tiếp theo của ngôi chùa này. Thì cái vườn đấy người ta gọi là cái vườn tượng Phật rất là lớn, rất là to ở khu vực này. Đấy, rồi tiếp theo nữa là trong một cái khóa kiết hạ đó, thì cái số lượng mà tăng ni mà tham dự cái lễ kiết hạ ở trong một ngôi chùa ấy là nhiều nhất. Mình đang chưa nắm được con số, nhưng mà đã được ghi vào cái kỷ lục Guinness là trong một cái khóa kiết hạ là có số lượng tăng ni ấy ở tại ngôi chùa này và tu là nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay. Đấy, rồi ở cái ngôi chùa này các bạn thấy đấy là cảnh quan rất là đẹp. Các bạn nhìn này, thì ngôi chùa này thì nó không phải là lâu đời nhất, nó mới hình thành từ khoảng năm 1958 thôi thì phải. Đấy, và một vị sư là từ Sài Gòn về đây để thành lập cái ngôi chùa này với cái mong muốn là sẽ tạo ra một cái trung tâm Phật giáo lớn nhất ở khu vực phía Nam. Thì hiện nay các bạn thấy đây là diện tích khuôn viên của chùa ấy là cả 100 hecta. Đấy, và cảnh quan thì thực sự rất là đẹp. Nếu mà ai mà đã đến với ngôi chùa này, nếu mà ai mà đã ghé thăm ngôi chùa này ấy, thì thực sự là sẽ cảm thấy rất là an bình. Đấy, các bạn nghe thấy những cái tiếng mà chim hót rồi những tiếng tụng kinh. Đấy, và các bạn để ý là chùa này ấy, thì không phải là chùa bên tu thiền mà bên tịnh độ, nên là khi các bạn đến đây ấy, thì các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng niệm Phật liên tục. Đấy, và mình sẽ mời các bạn đi xem cái ngôi chùa này. Đấy, thông qua cái flycam mình mới có quay phim. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại các bạn.